Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sáng nay những luồng sóng lạnh lại tiếp tục được bổ sung xuống các tỉnh nước ta, khiến cho gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như Bắc Biển Đông lại tiếp tục hoạt động mạnh dần lên. Trong đêm nay và ngày mai, khối khí lạnh sẽ tiếp tục dồn sâu hơn nữa xuống các tỉnh phía Nam. Do vậy, gió đông bắc trên khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, thậm chí giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm cả đảo Phú Quý, cũng duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét và biển động mạnh. Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa là có gió Đông Bắc mạnh nhất lên tới mức cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động rất mạnh. Với tình trạng biển động mạnh cùng những con sóng cao thì thời tiết trên khắp các vùng biển hầu như đều không mấy thuận lợi cho hoạt động lưu thông cũng như khai thác đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Gió Đông Bắc tiếp tục duy trì với cường độ khá mạnh ở mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và có lẽ phải đến khoảng trưa chiều ngày mai thì gió trên khu vực mới có khả năng giảm, song vẫn còn ở mức cấp 6 và có thể kèm theo gió giật. Sóng biển vì thế vẫn còn khá cao, có thể lên tới mức là 3 đến 4 m. Do vậy các tàu có trọng tải nhỏ và thuyền thúng công mực của bà con cần hết sức lưu ý. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cũng hoạt động mạnh dần lên. Mưa rông trên khu vực nhìn chung không thể xảy ra nhiều, Tuy nhiên, với trạng thái biển động cùng những con sóng cao sẽ gây cản trở đáng kể đến các hoạt động diễn ra trên khu vực. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Cùng với sự hoạt động mạnh hơn của trường gió Đông Bắc, thì mưa trên khắp khu vực cũng sẽ dự báo xuất hiện nhiều hơn, nhất là tại khu vực ven bờ. Tầm nhìn xa vì thế giảm mạnh, chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Thời tiết sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho việc lưu thông và đánh bắt của bà con ngư dân. lùi xa hơn sông Việt Nam. đến với vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý thì gió đông bắc trên khu vực cũng sẽ hoạt động mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc lên tới cấp 7, biển động mạnh. Ngoài ra thì mưa rông tiếp tục xảy ra nhiều cho nên gió có thể giật lên cấp 8 trong cơn rông, gây nhiều bất lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo, thời tiết trên vùng biển này cũng có gió mạnh lên tới mức là cấp 6, có lúc cấp 7 và còn có thể có gió giật tới cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cũng dao động trong khoảng từ 2 cho đến 4 mét, cho nên thời tiết tiếp tục bất lợi và không ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Chuyển sang vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Gió cũng có xu hướng hoạt động mạnh hơn nhưng nhìn chung thời tiết tại đây khả quan hơn khá nhiều so với các vùng biển phía đông. Trời ít mưa, tầm nhìn thoáng và những cơn gió chỉ duy trì ở mức cấp 4 nên sóng biển không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 1 cho đến 2 m. Vùng biển Vịnh Thái Lan chỉ duy trì gió yếu nên nhìn chung là sóng yên và biển lặng. Thời tiết không gây trở ngại gì cho các hoạt động diễn ra trên khu vực đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Cùng với quá trình tăng cường của khối không khí lạnh sẽ khiến cho trường gió Đông Bắc trên vùng biển này hoạt động mạnh hơn. Tại đây gió sẽ duy trì ở mức cấp 7, có lúc cấp 8, thậm chí là có gió giật tới cấp 9, cấp 10 nên biển động rất mạnh. Vì vậy bà con ngư dân không nên cho tàu thuyền của mình hoạt động cũng như tiến hành đánh bắt trên khu vực này khu vực giữa biển Đông từ 10 cho đến 15 độ vĩ Bắc thì tại đây gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh hơn, phổ biến ở mức là cấp 7, giật cấp 8 cấp 9. Sóng biển vì thế cũng được cảnh báo là sẽ khá cao, dao động từ 3 cho đến 5 m sẽ gây nguy hiểm đến mọi phương tiện lưu thông trên khu vực. Do vậy bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Cuối cùng là khu vực Nam biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, huyền Trân, sông Tử Tây. Do nằm ở rìa xa phía nam của khối khí lạnh, nên gió đông bắc trên khu vực sẽ hoạt động với cường độ yếu hơn so với các vùng biển phía bắc, duy trì ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Mây đầu lưu vẫn liên tục phát triển, gây ra mưa rào và rông cho khu vực, khiến cho tầm nhìn giảm và trong cơn rông còn có thể xảy ra gió giật mạnh, nên đây vẫn chưa phải là vùng biển an toàn cho các hoạt động hàng hải. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào và tạm biệt.